Byron Pimchanok hủy theo dõi mẹ chồng tương lai, Naina Phat bị mỉa mai bất hiếu vì mê gái. Những ngày vừa qua, cư dân mạng xứ chùa vàng không ngừng bàn tán xôn xao trước thông tin mẹ ruột Naina Phat, nữ diễn viên kiêm á hậu nổi tiếng Pimpaka hủy theo dõi Byron Pimchanok trên trang cá nhân. Cư dân mạng xứ chùa vàng cũng thi nhau đồn đoán nguyên do mẹ Naina Phat hủy theo dõi cả con ruột và Byron. Phần lớn các ý kiến cho rằng phải chăng bà Pimpaka đang có chút chạnh lòng khi dạo gần đây Nai luôn dính bạn gái, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và không ngại chăm sóc chu đáo cho đối phương trong nhiều sự kiện. Không để khán giả đoán ra đoán non, những người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận hai bên xảy ra bất hòa. Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp thì cho tới mới đây, netizen càng thêm hoang mang khi phát hiện cả Byron và Nai đều đồng loạt hủy theo dõi trang cá nhân của mẹ nam diễn viên. Đáng chú ý, bà Pimpaka cũng bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân ngay sau khi bị netizen réo gọi. Lớn chuyện rồi đó, ai hủy theo dõi ai, rồi sao? Không có người con trai nào tự nhiên bỏ theo dõi mẹ mình cả, là tôi tự hủy theo dõi, từ bạn bè cho đội ngũ nhân viên của Nai. Chuyện này xảy ra được mấy tuần rồi, bây giờ mọi người mới biết à, bởi tôi không muốn nhìn thấy, thấy rồi lại không nhịn được can thiệp vào công việc của con. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ đóng Instagram, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc, điên thật rồi, cả phóng viên lẫn netizen. Trên mạng xã hội, netizen còn tò mò và bàn tán về mối quan hệ hiện tại của Byron và Nai. Trong khi nhiều người vẫn mong cặp đôi đình đám này có thể hạnh phúc bên nhau, thì bắt đầu có một số ý kiến cho rằng Nai nên buông tay Byron sau drama mẹ ruột bất ngờ hủy theo dõi bạn gái. Bây giờ không muốn Byron hẹn hò với Nai nữa, hai người là bạn thì tốt hơn. Mẹ bảo con trai mình buông tay Byron đi, để cô ấy đi tìm người khác, họ không phải định mệnh của nhau. Tuy nhiên hiện tại, có thể thấy tình cảm của Nai và Byron vẫn vô cùng tốt đẹp. Họ hẹn hò đơn giản dù không thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung trên trang cá nhân. Đặc biệt, trong tập phát sóng mới nhất của Three Zap, Naina Phat còn hạnh phúc khi nói về Byron. Anh cho biết, cả hai thường xuyên cổ vũ, ủng hộ nhau trong công việc. Thậm chí nam diễn viên điển trai cũng không ngại thừa nhận bản thân có chút nhớ và bứt rứt khi không được gặp Byron vì cả hai đều bận rộn với công việc và ít có thời gian dành. Trước đó, quản lý của Byron Pimchanok cho biết có thể Instagram của mẹ Nai bị lỗi. Hôm qua, mẹ cậu ấy và Byron vẫn nói chuyện với nhau về công việc như bình thường. Byron cũng không suy nghĩ nhiều, cô ấy đang chăm chỉ làm việc. Bên cạnh đó, quản lý của nữ diễn viên đình đám cũng khẳng định mối quan hệ giữa Byron và Nai vẫn rất tốt đẹp và chắc chắn giữa cả hai không xảy ra vấn đề gì. Trước đây, khi Byron Pimchanok và Naina Phat chưa xác nhận hẹn hò, mẹ của nam diễn viên chính là người chủ động khuyên con trai hãy tán tỉnh Byron, bà yêu quý và cưng chiều nữ diễn viên chiếc lá bay như con gái ruột. Byron và Naina Phat hiện là một trong những cặp nghệ sĩ được công chúng quan tâm nhất tại Thái Lan. Họ lần đầu hợp tác trong phim Friend Zone ra mắt tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam năm 2019. Friend Zone là phim Thái Lan có doanh thu cao nhất năm 2019, theo InQuil. Sau đó, họ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết, bất chấp việc khán giả yêu thích và tin đồn hẹn hò nhiều lần rộ lên, cả hai vẫn khẳng định chỉ là đồng nghiệp. Byron Pimchanok, sinh năm 1992, hiện có 12 triệu người theo dõi và là ngôi sao hạng A Thái Lan. Cô nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế, đặc biệt ở Việt Nam qua các bộ phim Mối tình đầu, Friend Zone, Chiếc lá cuốn bay. Theo Thairat, Byron là người mẫu cho hơn 10 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ uống, thiết bị điện tử. Naina Phat, sinh năm 1996, hiện là diễn viên độc quyền, được o bế tại kênh truyền hình CF3.